Mi vợ bác không bố ở nhà. Mẹ tao ở đâu được? Anh sẽ ôm ở mẹ tao ở đây mà. Em nghĩ là sáng sớm bác mới đi thì bây giờ chưa thể nào về đến quê được đâu. Chắc là chỉ loanh quanh ở đây thôi ạ. Mà với lại bác còn chỗ nào để mà đi nữa đâu chứ. Sao mẹ tao có suốt ngày nghĩ quẩn như thế nhở? Mẹ tao còn chả có ai bên cạnh nữa. Nhớ có chuyện gì thì làm sao? Thôi anh đừng lo lắng nữa. Em nghĩ là kiểu gì cũng sẽ tìm được bác thôi mà. Mẹ! Con! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng dọa con! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con xin mẹ đừng dọa con! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bác sĩ ơi, mẹ cháu sao rồi ạ? Mình phải chờ đợi thôi cháu ạ. Thế có nghĩa là chưa biết khi nào bác ấy tỉnh ạ? Mẹ! 1, 2, 3. Ép tiếp. Ép tiếp. 1, 2, 3. Mẹ đã đến viện gặp mẹ Phan, đưa tiền cho bà ấy, rồi nhờ bà ấy bắt Phan phải chia tay với con. Mẹ đang nói gì thế? Mẹ, sao mẹ lại có thể làm thế? Mẹ đã nói gì? Nếu như mà mẹ chỉ nói thế thì cô ấy không thể nào bỏ bệnh viện mà đi được. Mẹ chỉ nói là mẹ không muốn con phải khổ nữa. Con đã vất vả vì bố mẹ, lo cho người yêu, bây giờ lại còn lo cho cả mẹ người yêu nữa. Thế cho nên mẹ... Sao mẹ có thể nói thế với một người đang nằm viện được ạ? Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không ngờ bà ấy lại làm như thế. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Lúc nào mẹ cũng chỉ biết xin lỗi thôi. Mẹ có biết là mẹ đang làm gì không? Đây là tính mạng của con người đấy ạ. Nhưng mà Mi ơi, mẹ không muốn con phải khổ nữa. Mẹ không đành lòng mà. Con cứ tưởng mẹ đã thay đổi rồi, nhưng ai ngờ mẹ vẫn thế. Mẹ làm tất cả để đạt được mục đích của mình. Con... thực sự là mẹ quá đáng sợ à? Mi! Cho dù mẹ có làm gì cũng chỉ là muốn tốt cho con, vì tương lai của con thôi. Vì tương lai của con hay là vì chính mẹ? Mẹ điều khiển tất cả mọi người theo ý nghĩ của mẹ. Mẹ chỉ đang viện cớ vào con thôi. Không phải thế. Mẹ... mẹ chỉ muốn... Mi, con định đi đâu? Con sẽ không ở đây. Và con không muốn sống cùng mẹ nữa. Không được, con không được đi. Con xin lỗi, nhưng mẹ nên sống một mình thì tốt hơn. Mi, con mà đi làm sao mẹ sống một mình được? Đừng lại. Nếu con mà đi thì mẹ chỉ có con đường chết thôi. Mẹ định dùng cái chết dọa con bao nhiêu lần nữa? Mẹ tính giam giữ con trong tầm mắt của mẹ đến bao giờ? Mẹ định dùng con để đạt được mục đích riêng của mẹ đến bao giờ nữa đây? Không, mẹ không có mục đích riêng gì cả. Mục đích của cuộc đời mẹ là có con được sung sướng hạnh phúc. Thế thôi. Thế thôi? Mẹ thấy con hạnh phúc không? Mẹ thấy anh Minh vui vẻ không? Mẹ sai rồi. Con xin lỗi. Đừng lại. Mẹ xin con đừng đi. Mẹ, mẹ. Cháu không hiểu. Bác đã đến đây để gặp mẹ cháu, đưa tiền cho bà ấy và nhờ bà ấy bảo hai đứa phải chia tay. Bác làm thế là bởi vì bác không muốn cái Mi nó vất vả hơn nữa, phải lo lắng thêm cho người khác. Bác biết là bác sai rồi. Mẹ cháu bị thế này cũng là do bác.